Pháp luật thừa kế ở Việt Nam nhận thức và áp dụng. Tác giả Phùng Trung Tập. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật. Bìa sách bìa mềm. Khổ sách 16x24cm. Xuất bản tháng 6 năm 2022. Số trang 495. Hiện nay, những vấn đề pháp luật về thừa kế vẫn đang là một trong những chủ đề được bàn luận sôi nổi trong các diễn đàn khoa học cũng như trên thực tế. Rất nhiều tình huống gây ra những tranh chấp về quyền thừa kế mà giữa các bên có mối quan hệ huyết thống hoặc nuôi dưỡng đã tạo ra những mâu thuẫn khó giải quyết trong xã hội. Hơn nữa, trong những năm gần đây, số lượng các vụ tranh chấp về thừa kế luôn chiếm tỷ lệ lớn trong các tranh chấp dân sự và ngày càng trở nên phức tạp. Vì vậy, chế định thừa kế được đặt ra đã trở thành một trong những chế định quan trọng của pháp luật dân sự nói riêng và hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung nhằm điều chỉnh các quan hệ pháp luật về thừa kế, tạo ra những quy chuẩn chung trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong mối quan hệ thừa kế.